Chào các bạn, cô chú anh chị. Chiều nắng ngủ dậy thì góc sân chỗ tôi nó nội dâm rồi thì mê mấy cây nhỏ nhỏ rồi làm. Đó. Còn cái ba cái cây dúi mà mua từ cái thời chợ cây mà nó rẻ rẻ mua của ông bạn ấy. Thì hàng vài trăm nghìn thôi các bác. Bây giờ bỏ lâu không để ý đến thì bây giờ làm nó tí không nó tủi thân quá các bác. Ba cây dúi còn một cây nữa kia tí nữa về bốn cây thì đúng hơn bốn cây mỗi cây thì tầm có mấy trăm nghìn rẻ lắm hồi mua về thấy nó rẻ quá thì mua thôi chứ chả có tên tuổi gì mà nó cũng không có cái giá trị gì nhiều mua về để trồng chơi chơi thôi mini thôi các bác. Đấy, thì lâu không để ý đến nỗi vã sổng lên tay tán lung tung hết cả. Đấy, thì có cái con phụ tử này thì nó ra gì tí hơn cả thì, cái rễ kia nó chối bắt rồi thì tán nó thiên nhiên. Đấy, mini thì kìa kỹ răm lại thì được ok thôi. Nhưng mấy cái ông này thì lung cung quá, ông ở kia thì hơi tí có tí nghệ thuật tí nó mang ra. Giờ này cũng phải làm thôi các bác, ta làm nhá. Rồi. Thank you.
cây này thì em sẽ phải nhặt hết lá đi các bạn, nhặt hết lá thì cho nó trơ cái răm và rút cái răm nó dày, dúi thì làm răm rất là thích. Đấy các bạn, thì vừa vặt như vật lòng vịt, đúng ra nó phải vặt trụi sạch cơ, sạch luôn cơ, để sau nó phun ra một lứa đều ấy. Thôi tí nữa tôi tỉa thì sẽ nhặt nốt sau. Cơ bản là cây này hoàn toàn là tán thiên nhiên, tán thiên nhiên. Đấy là một cây tán thiên nhiên, là chơi dầm nó dày lại. Thế thôi, phụ tử thế thôi.
Bác sau bác nhìn xem nó có, nhìn xem nó có ok không nha. Đấy, như thế là nó xong rồi, một em phụ tử này rồi, hot nhất này rồi, hot nhất này. Đấy, dầu càng cua, dầu này ăn ngon đấy các bác, dầu này ăn cực ngon này, dầu càng cua đấy. Dầu càng cua này thường hay mọc ở trên những gốc cây cảnh này. Đấy các bác, như bây giờ là tạm ổn cái cây cảnh này thì cắt đi, cắt đi nó mà không đúng chỗ. Đấy, dưới thì chơi thì hay nhất là chơi răm này, răm bông tai, cái lá nó cũng nhỏ lại, răm dưới nó rất là dày, rất là đẹp và mềm. Đấy các bác, tạm xong một em nhá, mình đến lượt là ba cái em còn lại.